Lệch màu là sự cố màu sắc màn sơn sau khi thi công hoàn thiện, sai lệch với cây màu, bảng màu. Các nguyên nhân chính thường gặp với sự cố trên là ảnh hưởng từ nguồn sáng khác nhau giữa trong nhà và ngoài trời, ánh sáng đèn vàng so với đèn trắng và những màu sắc của vật dụng gần tường. Về bản chất, màu sắc trên tường chúng ta trông thấy không chỉ nằm ở màu sơn đã chọn, mà còn quyết định bởi điều kiện ánh sáng tác động lên màn sơn. Độ bóng hoặc gồ ghề của mặt sơn cũng là một yếu tố dễ gây ra cảm nhận sai lệch do mức độ phản xạ ánh sáng khác nhau. Màu của nền trước khi thi công sơn khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Khác biệt về diện tích. Ngoài ra, sự cố lệch màu còn có thể được gây ra bởi các nguyên nhân khác, đó là độ dày màn sơn chưa đủ để che phủ lớp nền, do pha nước quá loãng hoặc không sử dụng sơn lót trong quá trình thi công, lỗi vận hành máy pha màu trong quá trình thao tác, và sau cùng luôn có một sự chênh lệch nhỏ giữa cây màu, bảng màu so với sơn thực tế do vật liệu mực in trên giấy và sơn trên tường không hoàn toàn tương đồng được. Để khắc phục sự cố lệch màu, chúng ta có thể cân nhắc những giải pháp, đó là thay đổi điều kiện ánh sáng và màu sắc đi kèm xung quanh nếu cần thiết. Có thể sơn thêm một lớp phủ trong trường hợp độ dày màn sơn chưa tạo được độ che phủ cần thiết. Chọn lại mã màu khác phù hợp hơn với không gian và sở thích. Đến đây, chúng ta có thể thấy màu sắc sau cùng trên tường do rất nhiều yếu tố khách quan quyết định, từ nguồn sáng, độ bóng, nền màu, diện tích và những nguyên nhân khách quan khác. Những điểm lưu ý cần làm để phòng ngừa sự cố lệch màu là luôn ước tính điều kiện xung quanh khi chọn màu, đảm bảo nền đúng chuẩn trước khi thi công sơn phủ, luôn thi công sơn đúng hệ thống sơn và số lớp sơn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.